Ok, chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Thì bữa nay mình tiếp tục đi thăm bãi kiềng nha mọi người. Thì cái điểm này hôm bữa mình có thăm rồi nhưng mà nó không dính đó mọi người. Hôm bữa hình như là dính con thỏ nhưng mà bị sảy mọi người. Mình đặt ngay cái cửa hàng á. Thì bữa nay mình tiếp tục đi thăm nè. Thì dụng cụ của mình đi thăm là chỉ có cái kềm với lại con dao thôi nha mọi người. Thì Tùng cũng đang ngồi gần cái chỗ cái bẫy mà hôm bữa mà Tùng mới vừa đặt á. Thì cái này á là hôm bữa là Tùng kiếm được cái hang của nó này. Cái hang của nó là có hai cái lối đi mọi người. Đây này, cái lối đi thứ nhất này mọi người. Mọi người coi cái lối đi này nè. Cái dấu chân này mọi người. Toàn là cái dấu chân đi lên không mọi người. Mọi người thấy chưa? Đây là cái đưa hướng đi phụ này. Còn một cái lối đi nữa là cái lối đi dưới này. Thì mình có đặt cái bãi kiềng ngay trước miệng hang mọi người. Nhưng mà cũng chưa thấy cái động tĩnh gì luôn. Đây mọi người coi đây. Đó, mình đặt trước cái miệng hang. Đây là cái hang này. Cái hang còn mới nha mọi người. Cái hang này là có phân trồn phía bên trong này nè mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì mình rào hết xung quanh lại, mình đặt trước cái miệng hang này. Nhưng mà bữa nay mình đi thăm thì nó lại không dính. Thì không biết nó còn ở trong hang không, hay là nó đi đâu ăn mà nó chưa thấy về nữa. Mới có một đêm mà mọi người. Đó, mọi người thấy không? Có cái luồng cái mương ở phía dưới này. Nó hay đi cái mương này đi vô cái trong cái hang này. Đó, mọi người thấy chưa? Thì đây là cái đầu tiên nha mọi người, không dính nha. Thì mọi người cùng theo chân Tùng đi tiếp nha. Cái khu này, vực này á, thì hôm bữa mình cũng có nói rồi. Cái khu vực này á, là khu vực người ta giải tỏa mọi người. Nên bây giờ người ta để cây cối nó mọc tùm lắm. Nói chung là ở đây chồn đồ còn nhiều lắm mọi người. Thì mọi người cùng theo chân mình đi thăm tiếp nha. Cái đầu tiên là không dính á. Qua cái thứ hai nha mọi người. Ui chú cha ơi, buộc cho mọi người. Mày nghĩ sao vậy? Cái hang thì hang chuột. Mày nghĩ sao mày cả gan mày leo vô cái hang chuột? Mày cũng gan lắm rồi con. Cái này thì dính con chuột đèn đó mọi người. Cái này dính chuột này. Trời ơi, con này gan lắm á. Chuột này tụi nó ăn thịt mày luôn á. Bật rồi nè mọi người. Bằng đạp này. Trời ơi, bữa nay mình thấy bật mình thấy sướng rồi. Ai dạ dính chuột không? Kỳ cục. Cái này bên này nó cũng không có lòng tĩnh gì luôn mọi người. Cái này mình đặt ngay cái đường đi luôn. Bữa nay vẫn chưa có dấu hiệu gì luôn. Cái này mình thăm hai lần rồi mà chưa dính cái nào luôn mọi người. Lá nó khô này. Lá nó khô, nó teo lại, nó hơi hở mấy cái chỗ đó ra. Thì mọi người thấy mà nó hơi hở như vậy á, thì mọi người nên kiếm một ít cái đất bột của mọi người. Rắc lên. Rắc để che đi những cái đó. Chứ để mà trồn nó đi ngang qua nó thấy nó sợ mọi người. Rồi mọi người theo chân anh em mình, theo chân Thuận đi tiếp nha. Đây là cái thứ ba không dính nè. Cái này không dính luôn mọi người. Khô cái lá mọi người, khô cái lá nó lòi ra. Bãi này hôm bữa trước dính mấy con xúc đất á mọi người. Đó, mỗi lần mà mọi người muốn gạt đất hay là cái gì á, mọi người kiếm một cái nhành cây nhỏ mọi người, khều nó ra. Chứ mọi người đừng có lấy tay mà khều nó, chỉ cần chạm nhẹ xuống cái là nó bật á. Bật là dính cái tay mình là nguy hiểm đó mọi người. Chân đạp không sao chứ mà cái tay xuống đó là nguy hiểm lắm. Rồi, thôi để cái này mình rót cái lá mình xử lý lại luôn nha mọi người. Mọi người theo chân Thuận đi tiếp mấy cái phía bên trên này nữa nha mọi người. Cái này bật rồi mọi người. Mà không biết dính con gì nữa. Này, cái này bật rồi này. Chà, dính bà chuột mọi ơi. Trời ơi, bà chuột chà bá lửa luôn. Mọi người cứ đi thăm bãi Cạm Kiềng á. Mà nhìn cái bàn đạp nó vẫn còn á, là chứng tỏ là cái này là không phải là người lấy hay lấy gì hết, chỉ là bật thôi. Bật là cái ấy nó còn nguyên. Này giờ dính con chuột rồi. Chú cha, chà bá lửa luôn. Trời ơi, mỏng dài hử. Nói chung là cái dòng chuột này là ăn thịt được hết nha mọi người. Nhưng mà mình là không ăn. Thì con này mình sẽ thả nó đi mọi người, chứ mình không có bắt. Thả nó đi đi. Mọi người đạp nó xuống một cái, rồi mọi người tách ra. Đó, tách ra. Cái chỗ này đất nó hơi mềm mọi người, nên mọi người đẩy, mình đẩy nó xuống nó không có sát được. Lần sau đừng có đi vô nữa nha cha. Đi đi. Nói chung là nó bị thương à, nói chung là nó cũng không sao đâu, nó nhanh lành lắm mọi người. Cái này cái kẹp này nó cũng nó cũng kiểu như nó bị thương tật thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu, nó cũng không có chết đâu, trừ khi dính lâu quá nó không có thức ăn á, nó mới chết đâu mọi người, chứ còn dính một vài ngày nó cũng không chết đâu mọi người, khó chết lắm. Kẹp này nó cũng yếu chứ không có nặng đâu. Rồi. Cái này là cái thứ 5, thứ 6 gì đó mọi người. Mọi người theo chân Thuận đi tiếp nha. Giờ Thuận xử lý lại cái bãi này đã. Cái này hôm bữa dính tiếp con sóc mà. Bữa nay thì không có đồng tĩnh gì luôn. Cái này thì mình không cần chỉnh gì hết. Nó vậy là ok rồi. Rồi bây giờ mình đi vô cái lối này mày mọi người. Đi thẳng vô sau trong còn 2 cái nữa. Mọi người theo chân Thuận đi tiếp nha. Này bật rồi mọi người, cũng bị bịp mọi người ơi, tơi tả luôn. Nói chung là mình cũng thả nó đi với mọi người, mình không bắt nên mình bắt từ từ thôi, lôi nó cong đó, nó đứt cái chân nó nữa. Cứ bắt nó ra từ từ đã mọi người, chứ để lôi mạnh quá cái nó càng tung cái mình giật á, nó vướng cây đồ á, nó đứt cái chân nó này, nó khó sống. Bây giờ mình thả nó đi là cơ hội sống nó còn cao lắm. Đây này mọi người, mình vừa tháo ra này, thì nói chung là nó cũng bị nhẹ mọi người, nó bị 2 cái đầu móng. Nói chung là bây giờ mình thả thì nó vẫn sống nha mọi người. Nè, trời ơi, con này nó to, nhìn cái mắt nó đỏ kè ghê quá mọi người. Nói chung là con này về thịt cũng được, nhưng mà mình thì mình không có thịt nha mọi người. Mình đi có một bụng mình nè, thì thành ra mình sẽ thả nó đi. Trời ơi, mọi người nhìn cái lông đuôi này, nó dài cho to cho bả. Con này thì trưởng thành rồi nha mọi người, to lắm. Rờ tay vô là nó đớp ghê lắm, con này nó đớp ghê lắm. Con này, cái dòng này thì nó khoái ăn trứng mọi người. Ăn trứng này, ăn ốc nè. Nói chung là mấy con vật nhỏ nhỏ, ếch nhái rồi mọi người, nó thích ăn lắm. Cái dòng này cũng dễ bẫy, không có khó đâu. Nhưng mà mình đạp bẫy kiềng đó mọi người, nó đi dưới đất á. Nó đi dưới đất, vẫn đi theo mấy cái luồng đó mọi người, đi theo mấy cái đường mòn mọi người, thành ra nó mới dính cái bẫy mình này. Thôi bây giờ thì mình sẽ thả nó đi nha mọi người. Rồi đi đi. Đó. Bay bằng ok mọi người, bay xuống dưới kia. Thôi giờ mình đang xử lý. Mình tiếp cho anh em. Cái này mọi người ơi, cái này có con gì nó bước tới mọi người. Bước nó đập nghiêng cả cái cây trống của mình luôn này. Mọi người thấy chưa? Luôn chỗ này thì người không bao giờ đi nha mọi người. Cái chỗ này là chỉ có thú vật đi thôi này. Nó đạp rồi quẹo luôn cái cây cắm của bên mình này, đạp trượt qua đây này. Nói chung là nó đạp tới đây thôi. Bước cho cái bẫy. Quăng bên luôn. Cái này còn nguyên luôn mọi người. Này bữa nay cũng không có đồng tĩnh gì luôn. Ngay cái dấu đường đi mòn ghê mà không dính. Rồi còn cái cuối cùng nữa mọi người. Mọi người theo chân Thuận đi qua kia nha. Cái cuối cùng nè mọi người. Cái này thì bữa nay không dính cái gì luôn mọi người. Nói chung là bữa nay nói chung là thăm cũng bóng mọi người. Nói chung là dính được một con chuột với lại con sóc, một con bìm bịp mọi người. Bữa nay thăm 9 cái mà dính được có 3 con à. Nói chung là không được con hàng vip nào hết mọi người. Thì nói chung là bẫy cái dòng bẫy này mọi người. Thì nói chung là lâu mới được con tròn thôi mọi người, chứ cũng không phải là lúc nào cũng được cho mọi người. Chứ khoảng trống. Hẹn gặp lại một ở video sau.